Bạn nghĩ rằng Capybara thực sự ngốc sao? Không, nó chỉ trông có vẻ không thông minh thôi. Capybara luôn nghĩ rằng chỉ cần biến mình thành phế vật sẽ không ai có thể lợi dụng được mình. Đúng vậy, tính cách hăng hái ngắt quãng, liên tục sống qua ngày chờ chết giúp Capybara kết bạn với nhiều kẻ lêu lổng như chú chim nổi bật, con rùa rụt cổ, con cá biết bò, con khỉ cưỡi ngựa và người cha bị lừa. Capybara luôn tuân theo gia quy, luôn giữ nguyên tắc việc biết làm thì không thích làm, việc không biết làm thì không làm, việc gấp thì không làm, việc không gấp thì không cần làm. Tóm lại là không làm gì cả. Đúng vậy, nếu phải tìm ra lý do sống của nó thì đó là ngâm mình. Nếu không đói quá, nó có thể ngâm mình suốt cả năm. Capybara không có yêu cầu về ăn uống, chỉ cần không chết đói, ăn gì cũng không sao. Thậm chí là cành cây khô cũng có thể nhai ngon lành. Capybara nói rằng chỉ cần sống là tốt rồi, nếu không sống được, chết cũng không sao. Tính cách sống qua ngày chờ chết này, nếu ở trong thế giới mới của lãnh chúa dã thú chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhìn xem con lạc đà kia chăm chỉ thế nào, thiếu tài nguyên thì tìm tài nguyên xây dựng ngôi nhà tốt đẹp để tồn tại. Còn hợp tác với các loài động vật khác, phát triển đủ loại bẫy trong thiên nhiên như cáo đuôi nhúng và đầu lợn rừng, trực tiếp nâng cao hệ thống phòng thủ của lãnh thổ. Không ai dám phá hủy nhà của tôi, còn thuần hóa những loài dữ tợn, thành lập quân đoàn thú dữ, cuối cùng có thể thống trị cả thảo nguyên. Nhanh chóng đến góc dưới bên trái, xây dựng vương quốc động vật của bạn. 10 năm sinh tử đôi mờ mịt, 5 năm sinh tử một mờ mịt, chớp mắt, Capybara vẫn nửa sống nửa chết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì Capybara cũng là động vật hoang dã, đối diện với sự tiến gần của kẻ săn mồi, Capybara vẫn không hề dao động. Có thể nói thêm một câu, đối với miếng mồi béo này, hoàn toàn không cần phải rình mò. Rình mò làm gì, xem nó chạy trốn còn hời hợt. Bạn còn do dự gì nữa, đừng để đến khi lỡ mất rồi, miếng mồi béo đến miệng lại bay mất. Không sao, lần này chọn một tuyến đường ẩn nấp, chỉ cần không phát ra tiếng động là được. Lúc này đừng hoảng sợ, chỉ cần nhảy xuống theo là có thể dễ dàng tắm một cái. Ôi ôi ôi, tiếng cười của ông cá sấu hoàn toàn chọc giận con báo đực. Chúng ta hãy trở lại sự căng thẳng và cảm động của loài người. Capybara như một chú chó to, nó có hai chi trước siêu mạnh và cái đầu rất có đặc sắc, tất cả đều làm lũ cá sấu sợ hãi. Một khi nắm bắt thời cơ không chính xác sẽ bị nghẹn chết không nghi ngờ. Lúc này đừng sợ, nhanh chóng nắm lấy cổ của nó. Nếu không muốn chết, tất cả đều chỉ là trò đùa. Đó là trò đùa của cuộc sống, vẫn không chịu thả ra. Vậy thì cùng nhau xuống đi. Có thể thấy rằng báo được hoang dã cũng không dễ bắt nạt. Trước mắt chỉ có thể ngồi đây. Capybara trong loài động vật lưỡng cư có ưu thế đặc biệt lớn. Cuối cùng, kẻ điên này vẫn không thể phá vỡ vòng vây, phải tìm một cái khe để ẩn nấp, duy trì sự sống qua ngày. Tất cả động vật ở đồng cỏ cuối cùng đều chết đói, Capybara cuối cùng cũng yên tâm nằm dài, chờ đợi ngày tàn. Nota Pet chia sẽ đến các bạn câu chuyện này, nếu thấy hay cho mình một like nhé.